Bạn đang xem nhật ký 141 của báo Pháp Luật Xã Hội. Kiều Công Minh Phương, sinh năm 1987 ạ. Hộ khẩu thường trú tổ 7 phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên. Đọc lại to vào. Tổ 7 phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên ạ. Mua cái này về làm gì? Số điện thoại chưa?